Chào mừng toàn thể quý vị các bạn trở lại với những video quen thuộc của YouTuber Đức Phước Trần Channel, nơi cung cấp tất cả những thông tin về văn hóa, di tích, lịch sử, tín ngưỡng, ẩm thực trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị các bạn, với những thời khắc cũng như là những ngày cả nước Việt Nam ta nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng chào đón hân hoan với sự trở lại của tên đường Lê Văn Duyệt, tên của một vị tổng trấn thành Gia Định, một vị khai quốc công thần. Đức Phước Trần Channel muốn gửi đến chúng ta hai video ngắn nói về ông và những cái thành tích cũng như là những cái công trạng của ông đã gửi đến cho chúng ta. Kính thưa quý vị các bạn, hiện tại thì Đức Phước Trần Channel đang đứng ở góc đường này trên màn hình đây. Bên tay trái đó là đường của đường Đinh Tiên Hoàng, chạy từ quận nhất ra tới khu vực này. Đinh Tiên Hoàng là tên của một vị vua, một vị mà được coi là địa hoàng đế của đất nước Việt Nam ta đầu tiên sau khi chúng ta chấm dứt 1.000 năm đô hộ giặc Tàu. Và đây là đường mà chạy thẳng từ ở khu vực quận nhất nối liền với quận Bình Thạnh ra tới khu vực của Cầu Bông hiện tại bây giờ. Và bên tay phải đó thì có con đường đó, đường Võ Thị Sáu, mang tên của nữ anh hùng đến từ vùng đất đỏ miền Đông. Kế bên đường Võ Thị Sáu thì lại có con đường đó là đường Nguyễn Phi Khanh. Tên Nguyễn Phi Khanh thì đây là một tên của một nhân vật lịch sử nổi tiếng, một người mà Đức Phước Trần Channel đã có dịp nhắc đến với quý vị các bạn ở những video nói về khu vực của tỉnh Hải Dương. Ông còn có một tên khác nữa là Nguyễn Ứng Long, là anh của ông Nguyễn Phi Hùng và rể của ông đại tư đầu Trần Nguyên Đán. Đây là thân sinh của cụ Nguyễn Trãi. Chính vì thế nhớ về công trạng của một người đã khai sinh ra vị rất là nổi tiếng cho đất nước Việt Nam ta, đó là ông Nguyễn Trãi, thì người ta đã lấy tên ông đặt tên cho con đường này, đó là Nguyễn Phi Khanh. Còn chết bên đây, đây là tính khu vực của Cầu Bông. Cầu Bông đây là một cây cầu mà ranh giới của quận nhất với quận Bình Thạnh. Trước đây Đức Phước Trần Channel cũng có những video nói về khu vực Cầu Bông này. Cầu Bông hay còn gọi là cầu Sứ, đây là nơi mà đã được đổi tên thành Cầu Bông khi mà chúng ta đã có một cái tên kỷ húy nhắc về bà Hồ Thị Hoa, sau khi bà Hồ Thị Hoa, một người cung tần mà rất được vua Minh Mạng sủng ái, mất thì để tiếc thương tưởng nhớ đến bà, ông đã đổi tên cầu này thành Cầu Bông, bởi vì đây là một cây cầu mà trước đây để trồng hoa bán Tết. Và ngay trong khu vực của Cầu Bông này thì ngã tư thì chúng ta thấy bên tay trái đó là đường Trần Quang Khải, đây là một cái danh tướng của đời nhà Trần. Bên tay phải chúng ta đó là đường Nguyễn Huy Tự. Thì từ ở khu vực của Cầu Bông này dài đến khu vực của Phan Lưu khoảng gần một cây số, thì từ trước giờ đó là đường Đinh Tiên Hoàng, nhưng mà trong những ngày gần đây thì đã được đổi thành đường Lê Văn Duyệt, tên của một vị khai quốc công thần tổng trấn thành Gia Định. Chính vì thế với video này, Đức Phước Trần Channel muốn mời toàn thể quý vị các bạn cùng đồng hành với bước chân của Đức Phước Trần Channel. Chúng ta sẽ đi dọc theo đường này để chúng ta cùng hân hoan chào đón sự trở lại của đường Lê Văn Duyệt nha. Ok, let's go. Đây, thưa quý vị các bạn, hiện tại bây giờ thì xin mời quý vị các bạn cùng đồng hành với bước chân của Đức Phước Trần Channel. Chúng ta sẽ qua khu vực Cầu Bông và bắt đầu từ Cầu Bông này cho đến đường Phan Lưu dài khoảng gần một cây số, hơn 900m, thì hiện tại bây giờ đã được đổi tên thành đường Lê Văn Duyệt. Trong những thời điểm những ngày nay, tức là vào ngày 16, 17, 18, vào ngày 16 tháng 9 năm 2020 vừa rồi, thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chính phủ Việt Nam ta đã quyết định đổi tên cái đoạn đường từ ở đường từ Cầu Bông này đến với đường Phan Lưu thành đường Lê Văn Duyệt, để ghi nhận cái công trạng của một vị khai quốc công thần, một vị tổng trấn thành Gia Định đã có công rất lớn đối với khu vực miền Nam ta nói riêng và cả nước Việt Nam ta nói chung, nên đã được đổi tên lại thành đường Lê Văn Duyệt này thay cho đường Đinh Tiên Hoàng trước đây. Quý vị các bạn thân mến, ngay từ đầu của video thì Đức Phước Trần Channel đã có dịp chia sẻ chúng ta đây là sự trở lại của đường Lê Văn Duyệt, bởi vì như chúng ta biết rằng là
trước đây, trước năm 1975 thì ở Sài Gòn chúng ta, tức là khu vực Sài Gòn Gia Định, đã có hai đại lộ mang tên Lê Văn Duyệt. Một đó là đường Cách Mạng Tháng 8, trước đây đó là đường Lê Văn Duyệt, và sau đó thì đã đổi tên thành đường Cách Mạng Tháng 8. Và một cái con đường đại lộ thứ hai đó là đường Lê Văn Duyệt của tỉnh Gia Định cũ đó, thuộc địa bàn của tỉnh quận Bình Thạnh này, sau đó thì cũng đổi tên thành đường Đinh Tiên Hoàng, đến chạy dài từ ở Cầu Bông cho đến khu vực của Lăng Ông Bà Chiểu, tức là lăng mộ thờ ông. Thì một điều rất là hân hoan chào đón đó là chúng ta biết rằng là từ tháng 7 năm 2020 thì Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhất trí thông qua nghị quyết và đổi tên cái đoạn đường từ ở khu vực Cầu Bông dài đến khu vực của đường Phan Lưu, thì lấy lại tên đó là đường Lê Văn Duyệt. Chính vì thế đây là sự trở lại từ năm 1975 tới bây giờ, thì chúng ta đã ghi nhận lại về cái con đường này để coi như là ghi nhận mang ơn cái công trạng của một cái vị mà đã có sự đóng góp rất là nhiều đối với khu vực của miền Nam ta nói chung và cả nước Việt Nam ta nói chung, Việt Nam ta nói riêng và cả nước Việt Nam ta nói chung ở khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ đi một đoạn đường này nhé. Xin mời quý vị cùng đồng hành với Đức Trần Channel. Quý vị các bạn thân mến, thì chúng ta biết rằng là đây là cái đoạn đường từ ở khu vực Cầu Bông dài đến khu vực của đường Phan Văn Lưu, thì nằm ở khu vực của quận Bình Thạnh, một trong 24 quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh ta có mặt hiện tại bây giờ. Những cái video trước Đức Phú Trần Channel cũng có dịp chia sẻ với ta về những cái địa danh, những cái tên gọi và những cái sự phát triển của Sài Gòn cũng như Thành phố Hồ Chí Minh ta, thì có nhắc tên về những cái quận huyện mà mang tên bằng chữ cũng như là bằng số trong 24 quận huyện. Thì với video về nghệ thuật nói lái thì Đức Phú Trần Channel cũng đã dịp chia sẻ chúng ta rồi. Quận Bình Thạnh thì đây là một trong những cái quận mà mang tên về chữ Hán Việt. Thì đây là một cái quận cũng khá là rộng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Với hai video ngắn này thì Đức Phú Trần Channel muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị các bạn về thứ nhất là về cái đoạn đường, sự trở lại của đường mang tên là Lê Văn Duyệt, đó là một sự rất là hân hoan vui mừng của người dân trong cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, để ghi nhận cái công trạng với những cái thành quả mà ngài đã đem lại cho người dân ta trong thời gian trước kia. Thứ hai là chúng ta biết rằng là hôm nay cũng là ngày mà kỷ niệm cái ngày giỗ của ông Lê Văn Duyệt lần thứ 188. Và hàng năm thì ngày giỗ, ngày tưởng nhớ đến ngày mất của ông, đó là diễn ra vào từ ngày 30 tháng 7 âm lịch đến ngày 2 tháng 8 âm lịch hàng năm. Thì năm nay rơi vào ngày 29 tháng 7 âm lịch tới 2 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Thì rơi vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 năm 2020. Chính vì thế thì rất cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã cùng đồng hành, dành hết thời gian quý báu của mình để xem hết cái video này của Đức Phú Trần Channel. Và xin mời chúng ta cùng xem cái video kế tiếp nói về khu vực của Lăng Ông Bà Chiểu, tức là lăng mộ cũng như là đền thờ của ông Lê Văn Duyệt, tổng trấn thành Gia Định, và cũng nhân là ngày giỗ của ông. Hôm nay là ngày cuối, ngày thứ ba trong 3 ngày diễn ra cái lễ giỗ kỷ niệm ngày mất của ông lần thứ 188. Ngay bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng chào đón đến với video kế tiếp nha. Bên tay phải màn hình đây thì chúng ta đã thấy được cái khuôn viên của lăng mộ cũng như là đền thờ của ông Lê Văn Duyệt.